thấy tao sống tốt với mày không Luật? Mày không sống tốt với tao, sao tao sống với mày? Mày điên quá. Mày có phải bạn thân tao không Luật? Trời ơi, không phải bạn thân, ngày nào tao cũng qua nhà mày, tao ăn cơm chung với mày, mày điên quá. Vậy bây giờ mày trả tiền cho tao đi Luật. Mày mượn tao 4 triệu, tới giờ tao đóng tiền học rồi mày trả anh tao đi Luật. Mày phải biết, tao mượn mày 4 triệu để tao đóng tiền học của tao. Bây giờ mày đòi tiền tao để mày đóng tiền học của mày, vậy thì ai đóng tiền học cho tao? Rồi giờ tiền học của tao sao? Mày xin ba mày đi, ba mày giàu. Hết được rồi. Làm gì hết được? Dạ tao ổng kêu tao về quê lấy vợ thì ổng mới cho tiền. Kêu Hà ở Hà Nội đem về dưới quê, mày cưới dưới quê mày có gì đâu. Không được. Giờ tụi tao đang đi học trên đây, sao về? Ổng gọi nè. Ồ ba mày chết tinh thiệt luôn á. Dạ nghe ba. Alo. Con nghe này ba ơi, ba khỏe không ba? Tao sắp chết rồi cho mày vui. Thôi mà ba nói vậy cũng nghe không. Chừng nào mày mới về quê mày lấy vợ cho tao vui. Con nói con chưa có về được mà ba. Chứ không lẽ mày đợi đám ma tao mà về mày lấy vợ cho tao vui. Con nói là con đang đi học trên đây, con chưa có dẫn bạn gái con về được. Mày dẹp rồi thì mày ra mở cửa cho tao. Tao tới tức cửa phòng trọ mày rồi nè. Mày thấy tao ghê không? Ba mày mới nói gì tao nghe thoáng thoáng luôn. Ông đứng trước cửa. Để tao coi chút. Dạ. Ông lên tới nơi, ông đứng ngoài kìa. Bây giờ mày giúp tao cái... Giúp mày cái gì? Mày đóng vai bạn gái tao đi. Mày điên hả? Giờ tao không vậy, cứ tao đóng bạn gái mày. Thì không giờ tao khất nợ mày đâu. Được rồi, tao làm gì tình bạn chứ không phải gì tiền đâu. Đợi tao đi. Cái mày để tao đứng ngoài đường, tao đợi lâu mày không chờ tao được. Đừng xách đồ cho ba. Thôi đừng phải xách mày, tiền trong đây không mày xách làm gì. Sao mày không mở cửa cho tao vô, mày bắt tao đứng đợi mày? Dạ, con chưa mặc đồ kịp. Vô đi ba. Nhà này nhà ai đây? Dạ tụi con thuê nhà anh đây nè ba. Tụi con là ai? Con với người yêu con. Dạ. Ăn cơm chiếc kẻng à mày? Dạ không có, tụi con ở mỗi đứa phòng, đâu có liên quan gì đâu. Mỗi đứa phòng chắc Huy không dám gõ cửa hả? Không, tụi con trong sạch lắm. Trong sạch ở chung nhà, tào lao. Lấy miếng nước uống coi. À, miếng nước à. Lấy mà có nha mày. Có nước. Mà lấy không có nước là thấy bà với tao à. Mới ra giếng múc nhà chưa nấu nước ba. Lấy nước để uống được không? Dạ chắc uống đau bụng rồi ba. Uống được hả? Không được sao mày múc cho tao? Cái gà người ta tao chết mà hưởng gia tài hả mày? Thôi mà ba, mình khó quá, để ra ngoài mua nước cho ba uống nha. Ở trên này biểu coi. Lý do gì mà bao nhiêu năm trời tao kêu mày về cứu vợ mày không cưới, mày cứ ở trên đây hoài? Tại vì con có người yêu trên đây rồi. Mày có người yêu trên đây là sao mày không dắt về quê mày ra mắt tao? Tại vì tụi con công việc thời gian nó khác nhau. Công việc mày sao, thời gian khác sao? Thì con còn đi học, chỉ rảnh cuối tuần mà cổ làm cuối tuần. Mày đi học, nghỉ cuối tuần. Đúng rồi. Con nhỏ là làm cuối tuần, nghỉ đầu tuần. Dạ. Vậy sao khúc giữa hai đứa không về quê? Khúc giữa con học từ thứ hai tới thứ năm, cổ làm từ thứ ba tới chủ nhật. Nói cho kỹ nha, tao bắt được hay lắm á. Bắt đi ba. Mày học là từ thứ hai tới thứ năm. Đúng rồi. Còn cổ làm từ thứ mấy? Thứ ba đến chủ nhật. Làm liên tục hả ba? Mà sao mày đi học mày quen nhỏ làm công ty? Cổ đi làm sớm, người con đi học cao học, ba biết rồi. Rồi bạn gái mày đâu? Bữa nay có đi làm không? Bữa nay thứ mấy? À, bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ hai. Bữa nay thứ hai. Rồi mày học từ thứ mấy? Từ thứ hai tới thứ năm. Sao bữa nay mày đi học? Ba không cho mày tiền học đóng. Mày cho nên mày? Là bị tạm mày nói đi học thứ hai tới chừng, mà sao bữa nay thứ hai mày đi học? Tại vì con chưa có tiền học con đóng. Ba không chịu gửi cho con. Tao mới gửi cho mày mấy triệu đâu? 4 triệu đâu? Con giúp người rồi. Mày giúp ai? Giúp thằng bạn thân của con rồi. Thằng bạn thân mày bị gì? Nó không có tiền đóng. Rồi sao mày không đóng cho mày? Mày đóng cho nó, mày ngu như vậy? Con ngu con mới đi học này ba. Không con đi làm giống bạn gái con rồi. Ngu mà đi học. Người ta ngu là người ta học thấp. Còn mày đi học thạc sĩ rồi mày cũng ngu là sao? Đời lâu lâu ngu cho ngây thơ ba. Kêu ông bộ đây nói chuyện coi. Em ơi. Dạ. Tao ói 4 lần trong đó.
Tao vì 4 triệu mà tao ói 4 lần. Cảm ơn mày. Giờ tao muốn đi vô quá. Tao nghĩ là tiền nó để từ từ tao kiếm tiền tao trả mày đi chứ. Cô là cô tên gì? Mày tên Hà nha. Mày tên Hà nha Luật. Ai cho cô ngồi? Dạ. Dạ khó chịu quá mày. Em mày qua tao biểu coi, Vinh. Dạ. Qua tao biểu coi con. Tao hỏi một câu tế nhị thôi mày trả lời thật lòng nha. Nhỏ bồ mày có bầu hả? Dạ không. Bạn gái con uống nước nhiều bụng bự mà. Uống nước nhiều bằng gào không nó bụng nó bự. Quang lẩu mắm nhiều quá. Bụng con bự. Rồi công việc là của con là gì? Dạ công việc của con là phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dạ con làm gái à? Nói gì vậy? Dạ 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 bạn con nói là làm con gái á bà. Qua đây qua đây qua đây. Dạ thưa bác, con làm ở một cái nhà hàng lẩu mắm tên là lẩu mắm gái. À dạ. Nó nghe nè. Nó con gái mà sao giọng nó đục dữ mày? Chắc dướng gì giọng cổ. Dạ. Rồi gia đình ba má khỏe không con? Dạ thưa bác, cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, kêu đôi bài dành cho. Con neo đơn. Nhà neo đơn lắm. Dạ. Ba má cũng đi gánh nước tiểu dai luôn à. Rồi con làm một tuần mấy ngày, từ thứ mấy tới thứ mấy? Dạ con làm từ thứ sáu tới chủ nhật à. Mất dạy sao mày? Không có, thứ ba. Dạ thứ sáu tới chủ nhật con làm một cái công việc khác, thứ ba tới thứ năm làm công việc khác. Mày nãy mày không dặn tao cái đó. Thì thôi tao xin lỗi mày đi. Thứ sáu chủ nhật là làm gì? Bây giờ tao nói từ thứ ba là phải trừ tao 1 triệu nè. Thứ sáu làm cái gì? Dạ thứ sáu con làm ở lẩu mắm gái. Rồi mấy ngày kia? Thứ ba thứ năm tao làm gì? Mày làm cái gì cũng được. Dạ con làm cái gì cũng được. Sau này nói chuyện tào lao con. Dạ con làm rửa ly bia cho khách đó ba. Đó tập vụ mà. Dạ tập vụ mà tại con ngại con không dám nói công việc thiệt của thôi, con. Thôi con ơi, công chuyện nào cũng vậy. Mình làm ăn lương thiện là được rồi. Rồi sắp tới là tính hai đứa tính sao để bác biết. Chứ còn lớn tuổi hết rồi mà tụi bé cứ dày hoài. Tại vì con chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Con không biết lo làm sao luôn. Đấy, mày hờ hững. Đàn ông mà mày hờ hững, mày qua đây mày ôm nó cái coi. Dạ thưa bác, có bác ở đây tụi con không thể nào làm cái chuyện vậy trước mặt người lớn hết bác. Mày ôm tao giọng vô mặt mày liền á. Tao chơi mày thêm 1 triệu nữa. Là còn 2 triệu. Ôi mấy đứa ơi, chắc hai đứa đang cãi lộn với nhau đúng không? Mình yêu thương nhau thì mình thể hiện. Hung cá cho bác biết tình cảm hạnh phúc. Chắc là bác ơi, con ngồi chết đó bác. Con ơi, bây giờ bác nói con nghe nè. Con trước sau cũng là con dâu của nhà bác. Dạ yeah. Con phải yêu thương thằng chồng con. Con hung nó cái mai bác cho 100 triệu. Mày hung tao một cái tao giết mày luôn. Mày giúp tao mày làm đại cái đi. Tao xin mày luôn á nha. Thôi bây giờ nè, nghe bác nói nè. Hồi trước giờ con yêu ai chưa? Dạ thưa bác là con chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Con là còn trong trắng chinh nguyên luôn á bác. Tốt, thằng Vinh coi vậy mà tốt. Kiếm được người con gái không biết gì về đời hết. Dạ. Nắm tay xả vào thì không sao, cứ nắm tay nhau đi con. Mày đưa cái tay kia đây. Trừ 2 triệu nha mày. Okay. Ủa cái này là bắt tay đàn ông con. À quên. Dạ nắm, bác cũng nắm. Nắm này đó. Nắm tay tao đi. Mày thiếu lại tao 1 triệu luôn nha. Bây giờ thôi ôm nhau một cái đi. Hay ghê quá. Cái bác có niềm tin. Mày thiếu tao 4 triệu luôn nha Vinh. Đó, phải hạnh phúc chứ. Trời ơi. Ê, buông ra rồi. Anh Vinh, anh Vinh đang làm cái gì với em vậy? Anh thương em, anh đã là chỉ có yêu mình em mà bây giờ anh lại ôm cái con nhỏ khác hả? Cái con nhỏ kia? Không có phải vậy. Ai vậy? 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 Khoan, mày đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Từ từ con, mày đánh nhanh quá tao live stream không kịp nè. Tại là cái gì vậy? Live stream được chưa? Là gì? Thôi thôi rồi, em
xin em, anh xin em để cái nhỏ này lên nè. Không, nó, nó, nó. Ê, người ta comment này, chị ơi lên gối. Chị đi ơi con. Lên gối. Ừ, trời ơi. Ơi. Con nhỏ này, hả? Không, phải cho bể thôi. Hà Harry, anh Luật đây. Ủa anh Luật ơi. À, là sao? Thằng này là thằng nào? Dạ con là Luật. Thằng dạ, mượn con, tiền, con đóng tiền học đó ba. Thằng Luật mà thằng Vinh nãy giờ ôm thằng Luật. Tại vì yêu nhau hả? Không, bà... tại vì ba lúc nào ba cũng ép con cưới con Liễu mà con không có yêu Liễu. Mà ba cứ lên gặp bằng được, bây giờ cổ đi Hà Nội con tưởng tuần sau mới về. Cho nên con mới cầu cứu nó. Cái nó sắc con luôn 4 triệu con rồi. Cho mày nói thẳng với tao, mà mày phải đi làm cái màn kịch này. Tại vì con lỡ thất hứa với ba quá nhiều lần. Và lần này con không muốn làm ba buồn nữa. Mày đang làm tao buồn đó. Anh cũng làm em buồn đó. Anh xin lỗi em mà. Mày nghĩ sao cái tướng tao về mà mày đưa bộ đồ của Harry vô bệnh. Xin lỗi em, anh đã bận tét cái máy của em. Tao không tin được mày dừng ra vở kịch này. Rồi mày dối lừa tao là mày có bồ không có bồ. Rồi mày đưa một cái thằng cái bụng là con cá chém trứng, còn cái đầu là con cá la hán. Mày đưa vô mày đâu. Rồi nó mặc đồ, nó xỉ nhập bộ đồ của con gái người ta. Ủa mày con Harry hả? Dạ. Mày biết tao là ai không? Ba của anh thôi em. Con chào bác, con chào bác. Trời ơi, nhỏ là giống cái công tóc quá ha. Nói bà phải chào liền vậy đó hả? Xem xíu đập cái đầu vô cái bàn rồi. Anh ra tao nói chuyện coi. Dạ. Mày, sao mày, tao chỉ dứng mày quá mày ơi. Dạ con tên Harry. Hà, con hay người gọi nước nào mà Harry? Con người Hàn Quốc. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi ạ. Nắm tay cái coi. Nắm tay. Rồi có định lấy nhau không? Tụi con sẽ cưới trong sáng năm. Dạ đám cưới nó mời gọn gàng lắm. Ừ. Tao cũng nghi nghi mày nghe. Không, con cưới mà. Mày cưới thằng nào? Không có chồng mày, con người yêu rồi. Ai? À. À. Ủa cho mày lấy nhỏ già dữ vậy? Con nói là biết rồi, bà chủ nhà hả? Trời ơi trời. Thôi được rồi, hai đứa yêu nhau thì bác không có cấm. Dạ. Hồi trước giờ có yêu ai chưa? Chưa yêu lần nào, biết ra làm sao, biết chồng. Nè, nhỏ giọng trong, giọng khàn thấy gốm. Dạ con. Nhưng mà không sao, hay nó lấy, tao cho mày dạ. Làm cô dâu phụ nghe chưa? Thôi, con là chú rể, chú rể phụ. Cho mày làm chú rể phụ. Bây giờ không nói gì nhiều, hai đứa đã xác định rồi. Ra nhà hàng đặt tiệc cưới luôn. Vô. Đi, tiền có sẵn rồi. Mấy bạn bàn với nhau, mấy bạn lên diễn với nhau thì đã quyết định cho Tiến Luật đóng một cái vai hợp với tính cách nhân vật. Thì tối giờ cũng chưa ăn tối thì cho nên là cũng ráng ém xuống, ói khan thì nó sợ nó đau. Và bây giờ cái phần thử thách này bắt đầu nhường lại cho đời của Lâm Phi Sạ. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sống rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiêu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Lòng cao mong em đâu bên cho yên một bóng huyền. Lửa đôi tình duyên, còn chưa lưu luyến. Nhạc quá hay. Số làm tổ khổ lắm. Cho nên tôi quyết định đặt cho hai đứa con gái tôi tên là Bạch Tuyết. Dạ mẹ. Bạch con tên. Nhảy đi con. Bơi đi con. Đại dương là của chúng ta. Dạ mẹ. Cái tụi con ở đây có chuyện gì không mẹ? Ăn mù tạt nhiều quá hả con? Đâu có, nó mới cắt ra bị đền nè mẹ. Dạ con sao nè, tình duyên con sao rồi, kể mẹ nghe nè. Tình là con gái.
Em ơi, chị nghe đồn là mày bán kem thôi mà sao bây giờ mày chuyển qua mày bán dao vậy cưng? Mẹ ơi, tụi con năm nay đứa nào cũng 30 tuổi mà không ai lấy hết mẹ ơi. Thì đúng rồi, nhìn mặt con vậy ta tưởng con mẹ mẹ không ha. Tụi con muốn chồng quá mẹ ơi. Hoàng tử sẽ rất thích một cái phong cách âm nhạc và một cái phong cách nhảy hiện đại nhất. Hoàng tử ở đâu mẹ? Sắp tới rồi. Ủa hoàng tử tới đây làm gì mẹ? Để cưới hai đứa con. Hả mẹ? Bây giờ hai con phải cố lên, hai con phải nhảy như mẹ và hát như mẹ nè. Âm nhạc bắt đầu đi cá ngựa ơi. Ô mẹ nhảy giống mấy bà già sáng sớm đi tập thể dục trong công viên kìa. Vô nào. Một hai cha cha cha. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sống trong tương lai. Chưa sao vậy chơi? Chưa yêu lần nào. Mẹ cứu chi? Cứu chi? Cứu chi? Trong tình yêu như thế nào? Có ai ở nhà không? Cái giọng nói này quen quá. Hoàng tử đúng không mẹ? Con... vậy bây giờ con giả bộ chết nha. Hoàng tử tới mẹ kêu hoàng tử hung con cũng nói xong vậy nha. Con cũng giả bộ chết luôn đi con. Cho ta hỏi, đây có phải là nhà của hai cô gái xinh đẹp đúng hay không? Chính xác. Đây là hai cây xa. Ôi, ta là đẹp đẽ biết bao. Đây là hai cháu. Vậy thì mẹ của cháu ở đâu? Đây. Mẹ cháu rất rặn người. Mẹ cháu là loài gì? Là loài tuột. Hôn đi, hôn đi. Mẹ ơi, kêu cứu con đi. Phải chăng ta đã tìm đúng chỗ? Nhớ anh bà, không? Bà quên mình luôn rồi. Tuột. Tướng quân. Ôi, bao lâu rồi tắm đi gặp lại nè. Ôi. Không nghĩ đi. Mẹ gì kỳ quá, mẹ gì mà mê trai dữ vậy? Mẹ thấy trai mẹ bỏ quên luôn hai đứa con gái. Hai cháu, ta nói cho hai cháu biết, ta chính là người tình của mẹ các cháu đây. Ủa, mẹ ơi, sao mẹ nói tới đây lấy tụi con mà? Ủa, vậy là tụi con phải ế luôn hả? Ế là một xu thế. Cứ ở đây mẹ đi, còn ta xin đưa nàng về vùng biển của ta để mà cai trị muôn loài. Rồi người ta đến, theo họ hàng đôi bên. Một ngày nên duyên một bước em theo người vợ yên. Bỏ lại sau lưng bay còn ngơ ngác đứng trông theo mắt lạnh lùng. Chào các con, mẹ đi đây mẹ.